Dạ, con chào bác. Con tên là Phan Thị Ngữ. Hiện nay thì con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ trước đến giờ á thì con cũng có theo dõi trên trang mạng, đó là trang thiền tông.com á, thì con có thấy á, là cái pháp môn thiền tông này á, tu một đời có thể là thành Phật luôn á, thì con thấy nó rất là hơi lạ. Do đó là con hôm nay á, thì con đến đây con xin phép được hỏi bác một số câu hỏi như sau á, thì con mong bác giải đáp lại để cho con hiểu thêm ạ. Rồi con hỏi đi. Thì câu đầu tiên con chưa hiểu đó là, thứ nhất đó là người tu theo pháp môn giải thoát của đạo Phật thì tại sao mình không được ngồi thiền vậy bác? Bây giờ con suy nghĩ nè, con phải hiểu căn bản á. Cái ai cũng có cái tánh Phật là cái tánh chân như của con. Nó trong trung tâm não bộ của con á. Ngồi thiền là con dụng công cái thân tứ đại để đạt được cái gì, thì cái tánh chân như không thể là con biến chuyển nó được hết. Ta ngồi thiền hồi xưa ông Phật sở dĩ mà bây giờ các chùa ta thờ ông Phật ngồi thiền nó có lý do này nè. Ông ngồi thiền để ông kiểm được cái tam minh lục thông của ông, chứ không phải là ngồi thiền để thành Phật. Ngồi thiền ngày xưa đó, ngồi thiền kiểm tam minh lục thông tứ vô thử quý thập bát bất động. Khi mà nó đạt được cái tiêu chuẩn rồi này, ông mới sử dụng cái thuật gọi là thuật phóng hào quang để cho trên đỉnh đầu ông ra tủa ra cái hào quang để chi, để ông nói với người thế gian là ta thành Phật rồi, ta có hào quang thành Phật, người ta mới tin. Vì thế mà khi mà ông làm xong rồi mới ông nói là cho người thế gian biết là chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Như Lai làm cái gì bỏ đi, đừng có theo, mà chỉ nghe lời dạy của Như Lai thôi, chứ đừng có hành theo Như Lai hành, phải không? Vì thế mà tuyệt đối không được ngồi thiền nếu muốn thành Phật. Còn muốn ngồi thiền được thành A-la-hán. Thành A-la-hán là ai? Là ông Thánh, ông giúp mình mới thành A-la-hán. Chứ còn cứ mình, có khả năng con người không thể thành A-la-hán được, mà do vị Thánh. Chính ông Phật cũng được các vị Thánh giúp đỡ, chứ không phải không. Khi mà con đọc được cái quyển giáo lý thì con sẽ hiểu tại làm sao Đức Phật phải ngồi thiền, và tại sao Đức Phật tu ở thế giới này phải nhờ Thánh Thần và Tiên giúp đỡ. Không nhờ sáu người này thì đạo Phật hoàn toàn không thể sinh tồn được trái đất vật lý này được. Trái đất này vật lý này của sáu người này nè, chứ không phải nhỏ đâu. Thì khi nào con đọc được quyển giáo lý này con mới hiểu lý do, nghe không? Vì thế còn cái ngồi thiền ở đây người ta hiểu lầm, ta tưởng ông Phật ngồi thiền thành đạo, thành A-la-hán. A-la-hán mà do vị Thánh giúp đỡ ổng, chứ không phải, xin lỗi, ông Phật không có thần thông đâu. Ông Phật chỉ là người toàn năng toàn giác thôi, biết thôi chứ không làm được. Thế giới của vật lý Đức Phật hoàn toàn không làm được, thấy không? Giống như con là con người bình thường, con hiểu, con học giỏi lắm, nhưng mà vô trong cái nhà máy sản xuất điện á, con biết, nhưng con học ở trường con biết, mà con có làm được không? Hoàn toàn không làm được. Mà cái này là nhiệm vụ của mấy ông kỹ sư trong nhà máy điện, người ta mới làm được thôi, thấy không? Con chỉ là người học hiểu, ông Phật chỉ là người biết và hiểu thôi, chứ không phải là ông Phật không được. Nhưng mà tuyệt đối mình theo ông Phật là gì? Đi theo ông Phật con đường trở về Phật giới. Quan trọng nhất thiền tông là dạy cho người ta con đường trở về Phật giới thôi. Còn những cái chuyện mà hiển linh này kia ở thế gian là chuyện đó, chỉ vui cho nó vui thôi. Chứ sự thật Đức Phật ra đời để gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có dạy câu: vị Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ, hiểu, nhập được cái này nè, vào được cái này nè, vào được cái tánh Phật của mình á, thấy không? Thì mới là người tu theo đạo Phật. Vì thế mà không được, đạo Phật không ngồi thiền ở chỗ này. Mà chỉ có thiền tông mới dám nói nha, chứ còn các thiền tiểu thừa hoàn toàn không hiểu cái này. Ta không dám nói là vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, cháu còn có câu thứ hai á, cháu muốn hỏi tiếp á, là tại sao vào cái đời mạt pháp mình tu lại thành Phật được vậy bác? Mình phải hiểu thế giới này là thế giới vật lý nhân quả khoa học. Cái thời đồ đồng không hiểu là khoa học vật lý. Thời này con người ta hiểu việc khoa học vật lý nên mới dạy được cái này được. Đạo Phật là đạo khoa học. Con hiểu khoa học thì con mới hiểu được đạo Phật. Còn không hiểu khoa học thì đừng có tu theo đạo Phật, mất công. Trở thành
tu tưởng rồi mấy ông thánh vẫn còn đi thôi, thấy không? Vì thế mà cái này Đức Phật đã dạy cách 2561 năm mới cho công bố ra. Mà công bố ra không phải là hiểu liền đâu, cũng phải từ từ đi theo những câu hỏi người ta mới hiểu. Cái ngày công bố hoàn toàn là không hiểu, ta không hiểu công bố cái gì, chỉ là công bố một hai cái điểm mà nó rõ thôi, chứ sự thật cái bí mật thiền tông chưa công bố ra. Bí mật thiền tông nó nằm trong quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý đó. Nó nằm ở trong đó đó. Chừng nào cái quyển đó mà ra thì con sẽ hiểu được hết. Con đọc được cái quyển này tự con có hiểu được. Còn nếu mà con không đọc được cái quyển này, hỏi đáp là trên cái bề nổi thôi, còn cái bề chìm con hoàn toàn không hiểu được. Rồi con hỏi tiếp đi. Như vậy thì cháu có một cái câu hỏi về cái bên nước Cực Lạc á bác. Thì cháu thấy vậy nè, nếu như mà giả sử như mà dạ cháu tu để vãng sanh lên nước trời Cực Lạc á, mà nếu như mà cháu không có vãng sanh được cái về cái nước Cực Lạc đó thì cháu sẽ đi về đâu vậy bác? Bây giờ mục đích đó, lên nước Cực Lạc để hưởng sung sướng. Con tu mà con không đạt được cái trình độ về đó thì con phải ở lại làm người tiếp. Tu có thể là tu 100 đời nữa thì mới đủ cái số tiền lên đó. Còn nếu mà trong thời gian con tu mà con tạo nghiệp, con lừa người ta thì con bị nhân quả. Đi xuống hầm lửa lớn hoặc đi làm qua báo á. Nên nhớ nè, nếu mà còn ròng rã tu một người, ông Phật ông nói đó, muốn tu được lạc là một người mà tu chân chính đàng hoàng phải 500 đời tu mới lên nổi. Có nghĩa là con phải gìn dụm 500 đời con mới đủ cái số tiền mà đi lên đó đó. Cực Lạc là đi hưởng mà. Cực Lạc là đi hưởng sung sướng chứ đâu phải là đi lên đó làm gì đâu. Bởi vì nó là nước cực lạc là sung sướng tột cùng á. Con suy nghĩ ở thế gian này mà con đi chơi cái chỗ nào mà hưởng sung sướng tột cùng là tiền bao nhiêu? Có nghĩa là con chợ giống là người vua vậy đó, thì con phải số tiền rất lớn. Mà ông Phật ông nói là trung bình một người, trung bình thôi nha, chứ không phải là rảnh. Muốn tu lên Cực Lạc phải 500 đời. Chết đi sống lại 500 đời với điều kiện tu cho đúng. Chết làm người sống lại tu. Cực Lạc là gì? Tu phước á. Ví dụ lên đó 1 tỷ. Có 1 tỷ mới đi được. Mà bây giờ mỗi đời con làm có 10 triệu à. Con tính đi, chừng bao nhiêu? Bao nhiêu đời con mới được 1 tỷ? Đúng 1 tỷ thì cái tiền ở trong đó con mới chuyển khoản cho người ta được. Người ta mới rước con đi lên đó. Bây giờ thiền tông mà giải mã được cái cứu Cực Lạc rồi thì người ta mới hiểu. Chứ còn sự thật, ngày xưa người ta tu tưởng đâu. Vì thế mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca có nói câu dạy cho ông, cái bác ông mà tu mà lên nước Cực Lạc không thể có một chút xíu phước đức mà lên được đâu. Thấy không? Con ở đây một cộng là phước 100 triệu mà ông đó có chút xíu. Con suy nghĩ là chừng nào 100 triệu một đời là 100 triệu mà ông đó có chút xíu, làm sao lên được? Là con suy nghĩ con dễ đơn. Vì thế mà ông nói là phải tu theo tịnh độ, con phải tu phải 500 đời. Mà đời nào con phải cố gắng làm phước à. Con có thể con tu nổi không? Đó, bây giờ thiền tông ra đời để giải mã tất cả những cái lối tu của đạo Phật luôn. Không dám giải mã của các đạo khác, nhưng mà tôi nói tất cả đạo Phật. Hỏi về tu đạo Phật nói hết cho nghe, nó trắng bóc như ban ngày luôn. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thì con thấy vẫn chưa hiểu cái chỗ này này bác. Ví dụ như là nước Cực Lạc á, thì bây giờ người ta hay gọi là pháp môn là gọi là tu tịnh độ á, là niệm cái danh hiệu là Nam Mô A Di Đà Phật, là suốt ngày niệm như vậy. Có nghĩa là 500 đời đó vừa niệm cộng với lại là mình có tin mình làm phước á, phải không bác? Bây giờ á, thế nó đúng là cái tịnh độ là ông Phật dạy giải thoát chứ không phải là lên hưởng đâu, mà tại người ta không hiểu, ta dịch sai. Bây giờ con nên nhớ rằng niệm là gì? Niệm là nhớ. Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Phải nhớ cái vô lượng thọ, vô lượng quang của mình à. Nếu mà con biết, con nhớ vô lượng thọ, vô lượng quang mà con kiến tánh rồi sao? Con đâu cần tu về kiến tánh rồi, con biết rồi. Tôi chỉ tạo công đức tôi về. Nhưng mà cái tạo công đức này rất khó, là vì 10.000 năm có một vị Phật dạy công thức để đi. Mà vừa ra rồi đó, mà bây giờ đó, ổng nói là tất cả khi đời mà
Mạt pháp đã đi á, thì các chùa thờ Như Lai hoàn toàn biến thành là chùa cúng hết. Vì thế mà cái pháp môn dạy giải thoát không ai chấp nhận, nó chửi liền. Chính Đức Phật tại thế mà dạy còn chửi huống chi đấy. Ông Trần Nhân Tông dạy giải thoát ở Hà Nội sao, ở thành Thăng Long sao, chửi ông khùng điên, ông phải trèo lên núi á. Ai gan lên đây tôi nói cho nghe, trèo lên núi Yên Tử, con suy nghĩ. Mà tại vì bây giờ tại sao mà cái thiền tông nó được công bố tại đồng bằng? Là vì nó có cái lý do này nè, là khi mà cái này đã, ông Phật biết trước rằng khi cái nước rồng này nè, nó cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì mới công bố ra được. Còn nếu mà nước rồng không có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, hoàn toàn nó dẹp cái này liền. Nó có phải hiểu sâu xa nó là vậy. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Tại sao á, người ta tu đạo giải thoát lại đi cướp cái pháp của người khác các bác? Tức là cái người tu thiền tông đã biết tu đạo giải thoát rồi, sau đó rồi lại quay lại cướp cái pháp môn này, không phải là của mình ạ. À. Bây giờ con nên nhớ một điều á, cái thiền tông nó khổ biến ra, rất nhiều người vô, mà nó chia ba cái dạng người. Một dạng người vô để tìm sự thật, một dạng người vô để lấy tin tức, một người ra vô để mà công kích chống đối. Thì con hỏi coi trong này cái dạng người nào, dạng vô lấy tin tức hay là lấy cái chống đối? Mà đa số nó vô thiền tông để lấy tin tức, lấy tin tức để nó chống đối, nó phá, mà nó vô nó phá hoại. Con biết nghe, thí dụ hai bên người ta đánh lộn nhau đó, thì con phải gửi nội gián vô để nó cung cấp tin tức. Chính thiền tông này người ta bị cái này nhiều. Vô nó giả tu thôi, chứ thực sự nó giả tu để nó nghe, nó lấy tin tức coi cái có chùa này nói cái gì, để chi tìm cái sơ hở để nó phá. Là vì nó muốn triệt cái này, là nó muốn triệt phá cái này. Thiền tông bởi vì nằm, thiền tông ra đời ở vào thế giới vật lý, thế giới tiền bạc, vì thế mà nó bắt buộc phải phá, không cách nào mà không phá được đó. Thầy con đừng có lạ gì cái chuyện này. Vì thế mà ông Phật nói khi truyền thiền 100 người chỉ có 5 người về, còn bao nhiêu ở lại hết. Mà trong đó 30% là phá đó, nói cho con biết. 30% vô tu thiền tông để phá thiền tông, chứ không phải là tu đâu. Mà mang mát thì thiền gia thiệt có, Phật gia có. Bởi vì nên nhớ còn nhiều khi cái Phật gia đó mà làm những cái bài thơ bài kệ là của thánh làm. Nhưng mà nguyên tắc mình thấy mình biết, nhưng mà đều cũng phải cho chứ sao, vì ta có kệ mà. Thấy không? Để chi? Để cho cái số lượng của cái người tu này nó nhiều. Vì thế mà ông Phật ông nói là 30% tu thiền tông là phá cái này nè. Con hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thì tại vì là con thấy cái pháp môn này nó hay ở chỗ là giúp cho mình nó là hiểu rõ về mọi thứ trong cuộc sống của mình. Mà trong khi á, là đây là con á, là con theo cái pháp môn đạo, do là gia đình của con là theo đạo Phật, thì trước con không có biết giải thoát là gì, về sau này tự dưng á, là con biết cái pháp môn này qua cái trang mạng đó, thì con thấy nó hay. Thì có nghĩa rằng là sau 2500 mấy á, bây giờ con mới nghe, mà tự dưng bây giờ cái có nghĩa là từ bác được ra bộ sách, mà trong khi bây giờ á, là con thấy á, nhiều người cướp. Thì liệu sau này có còn người nào cướp hơn như vậy nữa hay không ạ? À? Ví dụ như có người khác bác có biết được hay không? Rồi là người ta cướp như vậy là bác cũng để cho người ta cướp nữa hay không? Tại vì là bác là một người đã trên 80 tuổi rồi, thì thường thường là bác sẽ nhờ người ta, hoặc là bác để theo dõi người ta làm như thế nào đó. Nhưng mà với con còn trẻ, hoặc với cái tánh của con người á, ai làm gì mình hoặc là tu theo ông Trần Nhân Tông, mình sẽ đánh đập lại, mình sẽ giành lại chứ. Tại sao như vậy, và liệu có còn ai cướp như vậy nữa hay không? Bây giờ cái cướp thiền tông nó có cái lý do nè. Ông Phật nó trong cái giáo lý của nó đó, là vì ông cái thiền tông này đó, nó ra ba cái quyển giáo lý. Cái giáo lý thứ nhất ông Phật viết ra để cho người ta cướp. Cướp rồi thì cái tai họa sẽ đến. Khi tai họa đến rồi cái pháp môn khoa học vật lý mới được công bố ra. Thấy không? Thì cái pháp môn khoa học vật lý chuẩn bị công bố. Thì để chừng nào cái phe cướp á, ăn cướp mà nó không còn ăn cướp nữa, thì khoa học vật lý sẽ được đưa ra.
Đó là đây là ông Phật ông sắp đặt chứ không phải. Còn bác chỉ là người nghe lời thiền sư Ni Đức Thảo biểu con phải làm tuần tự như thế này, cứ làm đúng vậy thôi, chứ không có hơn kép gì hết. Còn ở chuyện một phê bình sâu cả không, hoàn toàn không nói được. Bác chỉ là giống như con người thừa hành, biểu làm gì làm đây, làm hết nhiệm vụ mình thôi nha, chứ không có được làm quá, thấy không? Vì thế mà tụi con chưa có hiểu đâu. Còn ở chuyện này mà ta ăn cúp rồi sao như đó, cái gì đó sẽ tuần tự nó diễn ra tụi con sẽ thấy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy thì con hiểu rồi. Có nghĩa là bác vẫn biết nhưng mà cứ kệ, tại vì cái đó là tất cả mọi thứ trên đời này đều có cái nhiệm vụ riêng. Thì cái việc cướp đó có nghĩa rằng là không phải là bác hay là pháp luật, mà cái này nó gọi là luật tự nhiên. Nó sẽ thời gian đến lúc đó nó sẽ tiến diễn thì con hiểu rồi. Thì những người cướp đó con sẽ chóng mắt ra coi sẽ như thế nào. Xong rồi á, là bây giờ á, thì bây giờ con quay lại cái thời buổi văn minh, tại vì văn minh nó phải rõ ràng á. Thì con có câu hỏi như thế này này bác. Thì và cái người sống ở cái thời đại văn minh á, muốn tu theo đạo nào đó, có nghĩa là bây giờ mình đang sống cái thời đại gọi là vật chất văn minh rất là thực tế, mình muốn tu một cái đạo nào đó, mình đầu tiên bản thân người đó phải tìm hiểu. Thì mình phải tìm hiểu như thế nào là đúng nhất, dễ nhất ạ? Bây giờ cái thời văn minh này nè, gọi là thời này gọi là văn minh khoa học vật lý. Ai hiểu cái này thì mới hiểu được tất cả các cái đạo tu mới được. Ví dụ con vô cái đạo A thì con tìm hiểu cái giáo lý của cái đạo này, mục đích là dạy tôi đi đâu, có thực tế và khoa học không? Thấy không? Thấy thực tế khoa học thuận thì con mới tu, còn không thì thôi. Vì tời khoa học mà, khoa học tu bằng khoa học, tu bằng thực tế chứ không phải tu mù mờ. Là vì cái thiền tông ra đời nó đã giải thích tất cả những gì có hữu hình và vô hình ở trái đất này rồi. Con phải nghiên cứu cái này. Con nghiên cứu xong rồi con mới tìm bất cứ cái đạo nào con muốn tu. Thì phải tìm cái khả năng của con hiểu á, khoa học vật lý hữu hình vô hình trái đất này thì con mới tu mới được. Còn nếu không đúng ý con đừng tu. Nếu mà con tu, nói thật á, tất cả giờ hiện giờ trái đất này mà tu đạo, bất cứ đạo nào, là con một là con phải đến nơi, còn không thì con phải trả cái hậu quả. Thà là con ở nhà đi. Giống như con thấy người ta trượt tuyết á quý vị, con bắt chước con trượt tuyết. Trượt tuyết đến mục đích thì không sao, mà trượt tuyết mà không đến mục đích là sao? chết giữa đường. Phải không? Cái hậu quả nó gì? Thà ở nhà không phải làm gì, thấy người ta làm gì kiện của người ta. Giống như người ta nhảy dù, con cũng thích lên nhảy dù gì, nhảy mà đáp được xuống đất không? Không được. Mới vậy là chết trên trời luôn á. Thành ra bây giờ thời buổi văn minh thì phải tu bằng khoa học vật lý. Còn nếu mà tu gì mơ hồ thôi. Còn cái vấn đề mà các cõi này có kia là đạo Phật đã nói hết rồi đó. Không nói nhiều đây. Thì con phải tìm hiểu ở trong cái thế giới vô hình và thế giới hữu hình như thế nào. Là nếu mà người trí tuệ khoa học vật lý thì phải hiểu cái này thì mới tu được. Còn nếu con không hiểu này hoàn toàn tu sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Tại vì á, cái là văn minh mà nếu như bác nói á, là nếu như con đi, bây giờ con thấy cái pháp môn tiền tông hay quá, có thể mục đích là giải thoát, là có nghĩa là thành Phật trong một đời. Đó, đầu tiên mình thấy lạ thì mình phải tìm hiểu coi tại sao nó như thế. Thì cái mục đích của con là muốn giải thoát, con sẽ theo dõi, con sẽ tìm hiểu nó giải thoát như thế nào, thì đó là cái mục đích cuối cùng của con. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà nãy á, con thấy bác nhắc đến cái từ là đạo Phật khoa học vật lý, tức là sao bác? Con nên nhớ là trái đất này là trái đất gì? Trái đất vật lý, sức hút vật lý. Phải nhớ không? Sức hút vật lý. Là gì? Là âm dương hút âm dương. Còn ở trên trái đất này ai thấy tiền không ham, là sức hút vật lý về vật chất. Ai thấy nhà đẹp không ham, ai thấy phương tiện đẹp không ham, gọi là sức hút vật lý là chỗ này. Mà đạo Phật nó ra đời mà nó giải thích bằng tỉ mỉ thực tế gọi là khoa học, mà giải thích bằng vật lý là sức hút thực tế của nó. Vì thế mà nó mới có danh từ là đạo Phật khoa học vật lý là cái chỗ này. Trên đời này không ai thoát được cái quy luật này hết. Bây giờ con, ví dụ con làm lớn, con cũng chưa có dừng nổi đâu. Con phải
con phải càng lớn hơn nữa, lên đến tột đỉnh con mới chịu. Mà cứ khi lên tới tột đỉnh rồi con không chưa chịu, con đi, đi qua cái gì, kiếm của người khác nữa. Cái tánh của con người ta nói vậy đó. Con nên nhớ rằng bởi vì thành ra có nhiều khi giờ có nhiều người có ở có căn nhà thôi, mà giờ có 5-10 căn con không chịu, muốn thêm. Nó không chịu dừng. Thấy không? Mà khi mà thở ra không hít vào rồi đó, đó mới biết, biết là đã muộn rồi, theo cái nhân quả rồi. Thấy không? Vì thế khoa học triết lý là giải thích rõ ràng tỉ mỉ gọi là khoa học. Còn vật lý là theo sức hút, cuốn hút của vật lý âm dương. Thì mới nói có chữ là khoa học vật lý là cái này. Con suy nghĩ nè, trái đất này nếu mà nó đứng, nó có thể tồn tại được, rã liền. Vì thế nó hút để gì? Nó hút để cho trái đất dính nhau. Hút mà hút âm mà trái đất mới dính. Còn dương là đẩy ra để cho các hành tinh khác nó đừng có đụng nhau. Đây là chỉ có đạo Phật mới dám giải thích cái này. Thế chứ có ai đó có cái đạo nào nó khoa học vật lý đâu. Hoàn toàn chỉ có đạo Phật khoa học vật lý này mới dám giải thích này thôi. Tất cả các đạo trên trái đất này hoàn toàn hiển linh hết, không dám giải thích đến chủ khoa học vật lý này. Nếu mà khoa học vật lý hiểu rồi, bây giờ thì những người mà nói thiệt con á, trên đại học đi, tốt nghiệp đại học đi, người ta hiểu khoa học vật lý hết chứ không phải không nữa, thì những người này đâu có tin lầm nữa được đâu. Tìm mấy cái người này đấy, đi theo bắt cái đạo hiển linh có ai tu không? Hoàn toàn không có. Thời buổi văn minh là dẹp. Vì thế mà nó có cái câu là khoa học tiến tôn giáo đi sau, tôn giáo lùi đi về sau á. Cái người khoa học đi trước, cái người mà tin tưởng đi sau, và đi sau là đi mấy người nào? Ta không hiểu ta mới đi thôi. Chứ không lẽ giờ nó thiệt là con sắm chiếc xe ra giờ không chở ai, không lẽ con bỏ, cũng phải chạy. Chạy xe không, bây giờ bắt đầu đạo Phật khoa học nó ra thì nhiều người chạy xe không lắm, hỏi có khỏi khách chở. Bắt buộc có chạy, có xe phải chạy chứ sao không lẽ bỏ. Thấy không? Ai gan thì bỏ, còn không gan thì xách xe không chạy, hoặc là chở con người thôi. Xe 100 chỗ mà chở con người thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con nghe bác nói thì cũng còn hơi mơ hồ xí, nhưng mà con thấy á, bác nói đến chữ sức hút vật lý của con người cái thời văn minh á, có nghĩa là tất cả nhà cửa xe cộ, tất cả con người đều tiện lợi sung sướng hết trơn á. Thì ví dụ bây giờ con ra đường con thấy người ta giàu quá, kể cả con đi, bây giờ biểu con có 10 cái nhà con cũng thích nữa, nghĩa là tánh tham của con nó bắt đầu nổi lên. Thì con người thì tham rồi, có nghĩa là lúc đó chắc còn chẳng nhớ đến giải thoát là gì đâu, con nói thiệt. Thì bây giờ con thấy cái con người nó tham như vậy, và cái thời văn minh vật chất nó giàu quá, tham quá lại nổi lên. Ban đầu á, cái thời kỳ đồ đồng nó nghèo, nó tham một, bây giờ văn minh lên á lại tham 10, có nhiều người làm ăn được cái tham hơn nữa, tham 100 cái là gì đó. Tánh tham nó nổi lên nhiều quá làm con lại suy nghĩ như thế này: thôi ai tham gì đó là tham, con không có tham, con chỉ tham đi về Phật giới thôi. Thì con lại nhớ đến đó là con thương, con thấy tội nghiệp cho những cái người mà cướp cái giáo lý của bác á. Thì bây giờ con chưa có thấy giáo lý đi ra, nhưng mà con thấy là cái pháp môn đạo Phật nó đang có đó. Tại vì con thấy rõ ràng là trong 11 quyển sách của bác có. Thì bây giờ con hỏi đến cái vấn đề đó, thì con lại nghe thấy cái chữ đó là nghiệp ác độc á. Thì bác giải thích giùm con nghiệp ác độc là gì đó bác? Nó có liên quan rất nhiều về cái tham của cái giáo lý của bác là như thế nào? Chứ nghiệp ác độc này nó xuất hiện á, nó xuất hiện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà không ai giải mã được, mà nó chỉ đợi khi công bố quyền ký ra nó mới cái giải mã được cái nghiệp ác độc này. Vì thế mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có nói câu này: các ông chửi Như Lai tội không nặng bằng phá pháp môn thiền tông này, gọi là phá pháp môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mục đích là gì? Là chỉ tri kiến Phật đó, thấy không? Thì cái danh từ nghiệp con người ta trên đời này nè, phước nghiệp, phước dương, nghiệp phước âm và nghiệp ác đức thôi. Nó không có chữ độc. Mà nghiệp ác đức thì nó làm sao? Nó đi xuống tầng địa ngục thứ 18 là nó đứng, nó thắng rồi. Nặng nề nhất là thứ 18 thôi. Còn nghiệp ác độc này nó gia tăng 1000 lần. Nó phá vỡ cái tầng 18 của cái địa ngục, nó đi qua hầm 19. Để nó lọt vào cái gì?
cái hầm lửa lớn. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã nói nghiệp ác độc là cái chỗ này. Có nghĩa là trên đời này trước kia con không hoàn toàn không hiểu, con không có tạo được cái nghiệp ác độc đó, vì nó không có đối tượng để con tạo. Mà hồi xưa chỉ là chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi, mà Đức Phật cũng nói là phải vô cái hầm lửa lớn đó. Mà bây giờ Thiền Tông nó ra đời rồi thì người ta muốn triệt phá cái này nè, chính là cái này nè, là cái nghiệp ác độc, là cái phá cái này gọi là nghiệp ác độc. Phá cái Thiền Tông này đó, gọi là nghiệp ác độc. Thì cái nghiệp này phải vô cái hầm lửa lớn thôi, chứ không đi đường nào hết. Trái đất này là xong rồi đó. Cái vô cái nghiệp này còn ở trong đó rồi, đợi khi trái đất nó tan rã ra thì mới xong. Thì con suy nghĩ đi. Ngày xưa Đức Phật không thể nói cái nghiệp ác độc được, bởi vì ông đâu có dạy cái này đâu mà nói nghiệp ác độc. Mà đợi khi công bố ra thì cái danh từ nghiệp ác độc mới được sử dụng. Sử dụng là chỉ cho chỗ đàng hoàng. Chứ ngày xưa người Trung Quốc đó, họ biết là cái quả ngục, nhưng mà họ hỏi chứ cái quả ngục ở đâu họ không biết. Họ tưởng đâu cái ngục mà đốt lửa rộng, chứ không phải vậy. Cái quả ngục là nó giữa kia bằng là đất chịu nhiệt và đất nhân quả, nó nằm hai cái bên này nè. Nó nằm cái kẻ đó, đó gọi là nghiệp ác độc, nằm trong cái hầm lửa lớn chỗ đó. Nó nằm sát vách của cái ruột trái đất đó. Nó nằm sát vách. Giống như bên kia là cái lò lửa của trái đất, phải không? Cái vách đó, cái vách đất chịu nhiệt rồi cái vách nhân quả, con ở nằm ở giữa đó đó. Thì gọi là cái chỗ đó gọi là quả ngục hoặc là hầm lửa lớn, chỗ đó đó. Thì nghiệp ác được sử dụng cho cái người này nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Trời, con nghe con thấy ớn quá. Vậy cái ác độc đó có phải là, bác rất nó rõ hơn xí đi bác. Cái ác độc đó là dành cho người cướp hay là cái người mà chê? Tại vì chê là tôi chỉ mới chê có một hai câu, nó có cái cường độ. Còn cướp là có cái sự là âm mưu đồ từ trước, do cái lòng tham hoặc là vì một lý do gì đó muốn lấy của người ta thành biến thành của mình, kể cả người bình thường hay là người gì đó. Nhưng tại vì người ta tham thôi thì người ta lấy á, là tức là trước khi chết đó là người ta có cái ám hiệu gì hay là sao, hay là tự nhiên cái rớt cái thẳng cái xuống dưới đó luôn hay sao bác? Bây giờ phân tích cái chỗ này nè, cái người mà gọi là triệt tiêu là phá đập bỏ cái này gọi là triệt tiêu. Còn cái người ăn cướp á, ta không phá bỏ mà ta lấy về của người ta làm của người ta. Hai người này đồng một tội nhau, thấy không? Mà cái nghiệp đó đó thì nó lên 1000 lần với cái tầng địa ngục 18, thì nó qua cái tầng địa ngục 19, thì nó qua cái hầm lửa lớn, thì nó sống bằng tuổi thọ của trái đất. Nó không đường đi ra, đợi trái đất bể nó mới ra được. Mà trái đất bể là trái đất 10 tỷ năm nó mới bể, thì tuổi thọ nó phải theo cái này. Có nghĩa là bây giờ giữa phá và ăn cướp giống nhau. Ông kia cũng phá bỏ không lấy, nhưng mà ông này lấy để chỗ mình, thì cũng bằng cách là gỡ, không cho cái Thiền Tông nó lưu hành bình thường, thì nó bị cái này. Thì theo nhân quả thì nó bắt buộc phải theo cái quy luật kêu mà nghiệp ác độc này. Còn cái chuyện mà xử như thế nào là ông thần không lo, thần xử như thế nào ông thần không lo cái chuyện này. Mà là gì, ông làm sao mà cho nó đẩy qua mình được cái hầm lửa lớn này thôi, là nhiệm vụ ông có vậy thôi. Còn tuổi thọ phải theo cái đất à. Cái danh từ này mới nói ra khi nào pháp môn thứ sáu ra đời thì danh từ này mới được áp dụng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ vậy á, người ta chê, người ta cướp thì có khả năng là 100% là sẽ được vào tại cái danh, cái hiệu đó là nghiệp ác đức đạo, trực chỉ thẳng vào cái tầng lửa lớn như vậy á. Thì mấy cái người mà hay chửi bác thế này thế nọ, giống như là mấy cái người mà mới bắt đầu bước vào học Phật á, giả sử nghe lời cái pháp môn này, sau đó rồi họ kêu, tại vì họ thấy lạ quá, không có giống như trong những cái bộ kinh điển của Đức Phật để lại, được ghi lại bằng chữ giấy trong các nhà sách của đạo Phật hoặc là gì đó, thì nó thấy lạ quá nên là nó không hiểu, nó hay chửi bác là thế này thế nọ tùm lum tùm la. Với lại chê, người ta chê cái cấp độ nhỏ như vậy thì so với mấy cái kia có bị xuống thẳng dưới đó không, hay là chê một hai cái nó sẽ xuống cái tầng 1, tầng 2? Ý của con hỏi người chê, người chửi ngày hôm nay nói cái năm sau không nói nữa có bị vô đó luôn không bác?
Bây giờ nè, căn cứ vào cái lời của Đức Phật dạy Kinh Pháp Hoa đó, chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thấy không? Chửi Đức Phật là đến hàm 10, tầng 18 thôi. Còn cái chuyện mà bác là dân lời của Thiền Sư Ni Nước Thảo, Thiền Sư Ni Nước Thảo dân lời Đức Phật để phổ biến cái này ra. Thì chửi bác ở đâu? Tôi bác là cái người con, người lính bị chửi không ăn thua vậy. Chửi bác bao nhiêu không ăn thua vậy. Nhưng mà nguyên tắc, con mà ném người ta cái cục đá nhỏ thì nó văng lại con, cục nhỏ thôi nha. Con ném lớn thì lớn. Còn cái chửi nặng, chửi nhẹ là do cái sức nén, của sức chửi của con đó. Chửi con nặng thì nó sẽ đi trả về nặng. Vì thế mà trong kinh thường nói là con ngậm máu phun người. À, là sao? Trước đây có đúng người ta không? Ngậm máu mà phun người mà ngước lên trời phun quá. Con suy nghĩ sao? Con phun rồi nó đến đâu? Thì lúc trả lời mình thôi. Vì thế mà trong kinh Đức Phật cũng nói, khi Như Lai đến một cái nhà người ta mời Như Lai ăn cái gì đó, ăn gỗ ăn gì đó, mà Như Lai không ăn, rồi sao? Thì cái gì cũng của người ta chứ có đến đến nhưng mà Như Lai không ăn thì của người ta chẳng còn của người ta. Con chửi người ta mà người ta không nhận là ai? Là con nhận chứ ai? Thấy không? Con bắt con rắn con cắn người ta mà con người ta không, ta không trúng người ta sao? Thì con ôm rắn trả lời là sao? Con rắn nó cắn con. À, phải hiểu cái thế giới vật lý này nè, thế giới nhân quả này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con thấy bác nói vậy á, con cũng hơi hơi hiểu rồi á. Thì có nghĩa là mấy cái người mà chửi, cướp, chê hay là giành giật hay là nói xấu hoặc là không tỏ ra lời suy nghĩ trong đầu thôi, thì chửi bác chắc cũng hành thua, là bác chỉ là thôi bác cố gắng giữ sức chịu đựng nghe thôi, chứ còn thực ra là bị, là bị do là chửi cái pháp môn đó thôi, còn bác không có liên can gì hết. Giờ con hiểu rồi, nhưng mà con mong bác là cố gắng chịu đựng vậy thôi. Bây giờ bác nói cho nghe, bác không có cố gắng chịu đựng gì hết, bác biết. Dạ con biết. Thấy không? Bác biết, bác không cố gắng mà không chịu đựng gì hết. Bác biết, bác biết vậy tôi bác cười thôi chứ là bây giờ. Giờ con suy nghĩ, con đi ngang cái đường đó có nhiều người ta nuôi chó đó, ta chật, nó sủa con á, con cố gắng không? Con biết ở đi ra đây thì có chó sủa đó, thì con chỉ biết thôi, cố gắng cái gì, con chỉ đi qua bình thường, con đi qua thôi, thấy không? Chứ không lẽ bây giờ con chó sủa tôi cố gắng tôi không giận nó, nó là chó nó sủa kệ đó, mình biết vậy thôi, không cố gắng. Vì thế mà con sử dụng danh từ cố gắng không đúng, là gì? Biết người ta biết ăn cướp rồi, bởi vì ra cái lịch trình này là sao? Cái đạo Phật này là cũng bị, khi mà bà Thảo nhận được là muốn dịch cái kinh này đó, là bao nhiêu? 12 năm mới dịch được, dịch xong rồi. Mà khi giao lại cho bác cũng công bố ra đó thì 11 năm phải viết sách ra. Viết sách ra đến năm thứ 12 mới được công bố ra. Rồi con suy nghĩ hả? Nó cái lịch trình của nó chứ đâu phải là bình thường được đâu. Thì biết cái lịch trình vậy thôi. Giống như con đi học từ lớp 1 đến lớp 12 gì, thì học tới lớp mấy con biết. Thì học ra, học xong thì thôi. Chứ ai đi ra cái quy luật này nó cũng phải đúng theo cái quy luật lý này, chứ không thoát được cái quy luật này đâu. Thế là không cố gắng, không có làm gì thôi. Thế gian nó là vậy đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thì thôi, nếu như thì ý con nói là cố gắng là mình biết, thì có nghĩa là bác biết. Nhưng mà lỡ người ta tưởng là bác không biết, rồi người ta đập lén hay gì gì đó rồi sao? Rồi bác làm sao né cái gì vô tình? Hay là bác có thần thông bác biết trước, nên là bác biết ngày giờ đó người ta đập bác, rồi lỡ cái đó nhiều khi vô tình gọi là tự nhiên, nó làm sao bác biết được? Lỡ ví dụ bây giờ bác đi ra khỏi nhà, cái rồi nó thuê người khác nó đánh bác, hoặc là nó làm như thế nào đó tổn hại đến cơ thể của bác, thì cái đó bác có biết không? Biết. Trước khi làm này là có một cái lịch trình của bác phải đi. Lịch trình con này này, trước khi bác công bố rồi, bác nói cái câu chuyện về câu nghe này. 1956 mẹ bác mới cất cái ngôi chùa Thiền Tông Thiên Diệu. Khi đến 1958 mẹ bác giao, đúng 20 tuổi mẹ bác giao, bác không có nhận.
Má không nói chứ sao mày hứa rồi bây giờ mày không nhận. Mẹ suy nghĩ coi, con công bố cái này ra con sống nổi không? Giờ làm sao? Làm sao hợp thức hóa cái hiệu chùa này? Thì ba bác lại với mẹ đó. Mẹ thì phải làm, tôi nói mẹ phải làm đơn xin cái giấy này là của mẹ cắt nha. Để nữa con giữ đi, nó ở của mẹ tôi giao tôi chứ đâu phải của mấy ông đâu. Vì thế mà bác phải làm thuật này, rồi ba bác phải đi xin cái giấy từ tỉnh tường Phật. Con suy nghĩ đem tường Phật vô nhà, vô chùa thờ và cũng xin đó. Bác biết cái này trước, hai cái này phải chuẩn bị cho đàng hoàng. Bởi vì về sau là mình tuy là đón vậy chứ như sự thật nó, về sau nó đòi sao? Nào giao đất trời, đất này của giáo hội này, đất cái chùa này giáo hội này, tượng Phật của giáo hội, giáo sản của giáo hội luôn. Con suy nghĩ, không nó đòi đúng vốn y y chang hồi đó mẹ bác nói. Cái giáo lý này nó hồi 1150 chứ đâu phải gì. Mà sau 1156, tức những giáo lý này nhận trước khi Hiệp định Geneva ký 2 năm. 50 tới 54 mới ký cái này. Rồi 56, 55 ngày, 56 mẹ bắt mới cắt cái chùa này. Là nói biết trước là 20 năm sau thì mới thống nhất nước được, đất nước lại được. Trong kinh Đức Phật mà. Bây giờ này nói tại sao nè. Ông Phật con có coi trong cái kinh Diệu Pháp liên quan. Cái pháp môn này nó sẽ kêu bằng công bố rải nước vô cấu. Nước Nam vô cấu. Không biết có hiểu không? Ông nói rõ ràng chứ không phải đâu. Nước vô cấu là nước nào? Nước Nam là nước nào? Nó phải đơn giản rõ ràng vậy. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật ông dùng những cái danh từ cổ không phải. Danh từ cổ. Còn mình ở đây gọi là danh từ khoa học. Hồi xưa gọi là Đức Phật dạy sử dụng là danh từ cổ. Thấy không? Danh của người cổ, người xưa nói. Mà nếu mà kêu bằng không có giải nổi, không theo nổi cái tiên tiến này thì không dịch nổi cái kinh của Đức Phật dạy đâu. Đức Phật sử dụng thời ổng gọi là thời đồ đồng mà, rồi giờ thời Nguyên Tử, hai danh từ nó khác nhau. Nhưng mà nếu người nào hiểu chuẩn quá thì hiểu được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ bác có nói như vậy á, là con hỏi là bác có biết không? Bác biết vậy á, thì cái đề tài nóng hổi hiện nay á, theo những người mà tu theo cái pháp môn đạo Phật hiện nay, tất cả mọi người trên thế giới, nhất là trong nước Việt Nam, đặc biệt là những người như con rất thích đạo giải thoát để mà thành Phật luôn á, thoát ra khỏi cái tam giới, thì như vậy là đó là quyển giáo lý. Tại vì trong quyển giáo lý được nhà nước công nhận thì tất cả mình mới gọi là đường đường chính chính, mình đi đúng sự thật. Như vậy là bác biết đúng không? Bây giờ đó quyển giáo lý á, chưa, nhà nước chưa công nhận. Kể cả người ăn cắp cũng không công nhận. Vì người ăn cắp ta công bố ra có 6 chữ thôi. Giáo lý đạo Phật, tiền tông thôi. Chứ đâu có cái ruột đâu. Công nhận là phải xuất bản. Cái sách đó phải xuất bản hợp lệ thì mới công nhận. Bởi vì nếu mà cục xuất bản, nhà xuất bản thì phải trình cho cục xuất bản. Cục xuất bản là dưới quyền của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ là do Thủ tướng quản lý, chịu trách nhiệm với Tổng Bí thư. Thấy không? Mình phải hiểu này. Nếu mà tất cả bất cứ sách nào mà xuất bản ra thì nó có cái hệ thống chịu trách nhiệm chứ không phải ấy đâu. Còn giáo lý đạo Phật Thiền Tông bây giờ chưa, hoàn toàn chưa xuất bản, mà chỉ người ta ăn cắp rồi được lúc nào ta nói cho mình nghe thôi, chứ còn hoàn toàn chưa xuất bản. Giáo lý đạo Phật chưa xuất bản được, một chỉ có 6 chữ có người ăn cắp thôi xuất bản thôi. Họ gọi là họ đăng ký cũng chưa xuất bản được, ăn ký thôi, đăng ký bản quyền của họ thôi chứ cũng chưa xuất bản được. Mình phải hiểu chỗ này nè. Còn tất cả những gì giống như con á, ví dụ cơ quan bảo con đi làm cái gì thì phải đưa cho con một cái quy trình con làm. Thì bác cũng vậy, bà Thảo đưa cho bác làm cái gì thì phải có tuần tự, con phải tuần tự đúng theo cái quy trình này, không được quyền sai nha. Tới cho nó có cái mô, có cái dốc đi qua sông, qua đò vậy đó, biết hết. Nói vậy, đi tới đó phải qua con sông thì mình giờ mình lội sông rồi mình buồn gì được. Ta rõ ràng mà chứ đâu phải ai đâu, phải không? Tới cái khi mà công bố ra, bởi vì tại sao là công bố ra đó, bà Thảo mới dặn bác như thế. Đúng một năm sau con công bố, nó chửi con dữ lắm, nó rút, nó cấm con luôn.
con kể đó. Cái gì việc này ông Thích Ca đưa ra làm thì con cứ làm, còn cái chuyện gì là hậu quả gì tao con người lo hết, con đừng có lo. Nói vậy thôi chứ còn đâu có dám nói trắng ra được, hoàn toàn không nói trắng ra. Vì thế mà những cái gì nó xảy đến bác biết hết, nhưng mà bác hiểu rồi, ôi đâu thua gì. Bởi vì ngày xưa bác nói một cái câu thế này nè, khi mà 1958 á, các cái giao bác rồi cái chùa này hộp thức quá, năm 1960 thì bác sẽ lấy, bác phải có trách nhiệm là nuôi mấy ông cách mạng á. Thì mẹ bác hỏi chứ con có sợ không? Tôi nói không. Hỏi sao mà con không sợ? Mẹ bảo con 80 tuổi công bố cái này ra, mà nếu mà con chết là ai công bố? Thì gì con không sợ, nó mày thông minh. Có nghĩa là nuôi bao nhiêu vị cộng ở trong chùa không sợ. Số tôi chưa chết, giờ tôi mua 100 người cũng chưa chết. Tại vì mình hiểu cái nguyên lý này thì làm sao mình sợ. Chừng mà không hiểu nè, bắt đầu rung à. Nó hù một tiếng là rung rồi chứ đừng có sợ. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, thì con nãy con nghe bác nói thì cũng có nhiều cái thắc mắc lắm, nhưng mà tạm thời thì thôi lỡ rồi con hỏi luôn, con đã hỏi thì hỏi đến cùng luôn. Thì những cái trường phái bè phái suốt ngày âm thầm suy nghĩ, không đến trực tiếp đến chất vấn bác hoặc là đến bất kỳ chỗ nào đó để hỏi về cái pháp môn này, mà họ lại cứ ngồi ở nhà, tại họ thấy cái này là tại vì cái con người nó tham, nó muốn suy nghĩ làm sao để lấy cái của bác, không lấy được giáo lý thì lấy được cái pháp môn để biến thành của mình, sau đó họ lại biến thành những cái gì đó mà biến thành tiền, mục đích cuối cùng tại vì người ta không có nhận ra được cái pháp môn này là giải thoát, thì họ biến để biến thành đồng tiền để cung phụng cho cái thể xác của một đời này. Thì như vậy là nãy bác nói là bác biết hết, con chỉ chờ cái quyển giáo lý để con, tại vì những người đó con không quan tâm, tại vì người ta lấy là lấy của bác chứ không phải lấy của con. Con thì con chỉ chờ cái giáo lý để con coi ở trong đó nói cái gì. Thì bác nên nếu như vậy con chỉ lo là trời ơi, bác thì chỉ có một, pháp môn thì chỉ có một, mà cái người ác thì nó bao xung quanh như vậy, thì bác nói là bác biết, lỡ rồi lỡ có ra được không bác? Bởi vì mà thì sư Ni Thảo dặn bác chừng nào chết. Bây giờ bác chưa biết. Cháu biết rằng mục đích bác chưa đi đến thì hoàn toàn không ai làm gì được bác hết. Thấy không? Mục đích bác chưa đến. Bây giờ bắt đầu kêu là khởi hành mà nay được 4 năm rồi. Nhưng mà tới bao nhiêu tôi không nói. Bác không nói cái chuyện này. Thì bác dưỡng bụng để coi sao đâu. Giống như cơ quan sai con đi đến cái điểm nào đó, rồi sẽ nói hết thì trời còn nghe, mà giờ con mới đi nửa đường con sợ đâu thua vậy đâu, xung quanh chẳng nhầm gì, mà người ta đã nói là đi trên con đường nó bị gian khổ, bị này kia nọ con biết hết rồi, mà nó xảy ra đúng y chang cái lúc mà bắt nhận cái nhiệm vụ thì làm sao bắt sợ. Còn cái chuyện mà thế gian này, bởi vì tôi nói là cái thiền tông này ra đời của cái thế giới vật lý không chịu nổi đâu, nó phản ứng dữ dội lắm. Nhưng mà nói là cái thuyền ra cửa biển sống cỡ nào thuyền không chìm, thì con biết là sống nó đánh đám chứ chị, bảo là thuyền không chìm, thuyền sẽ đến mục đích. Con đã hiểu cái đường này thì con không sợ cái gì hết, thấy không? Con đừng có lo cái chuyện này. Còn bao nhiêu là người làm gì làm, con sẽ thấy trong hiện giờ cái thuyền tông nó đang răng thuận chứ không phải đang nghịch đâu, trên con đường đi rất thuận, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Vậy là có nghĩa là những người đó suy nghĩ từ tham nhiều quá, chuyển qua ác, cái chừng nào giống cái con người mình bị nhọt á, nó đang mung mũ vỡ ra rồi, xong người ta hết chiêu hết trò rồi, lúc đó xong không còn ai hết, thì con cũng cố gắng chờ. Với lại hồi nãy á, thì con nghe bác nói á, là gì mà nước vô gì mà nãy á, bác nhắc nó lão á, con chưa nghe bác nói lại cái gì mà nước gì á bác, vô cấu gì á, bác nói rõ đi. Thiền tông này sẽ đến nước phương Nam vô cấu. Đúng rồi á bác. Thôi, mà cái này có người hỏi mà có nói, ông hỏi ông nói, chứ tự nhiên nói là nó lạc quẻ. Con tìm được cái câu nào trong kinh nói câu nào, con hỏi cho này, trong kinh Pháp Hoa có nói câu này,
Con tìm câu đó để đặt hỏi bác nói cho nghe. À, có, con có coi, có nhớ, nhưng con không nhớ rõ, nhưng con cũng có nhớ, có nghe đến danh từ nước vô cấu. Đó là cái lúc mà Đức Phật giảng kinh á, cho những cái vị gì đó nghe, con có nghe cái nước vô cấu đó. Tức là Đức Phật lấy thí dụ hằng hà sa số Đức Phật ở khắp mười phương chư Phật, có nghĩa là Đức Phật đang giảng vượt ra khỏi cái tam giới này, nói về một cái nước vô cấu ở một cái hành tinh, con gọi là hành tinh nhưng mà con hiểu là nó đã vượt ra, nó ở phía bên ngoài Phật giới, của phía bên bên Pháp, phải không bác? Không phải, nước vô, đó thì gọi là nước vô cấu phương Nam. Còn nói về cái hành tinh đó, thì nói về cái ông Phật giảng đạo của Thượng Tu Di Châu. Ông Phật giảng đạo ở Thượng Tu Di Châu là một đề tài, mà cái này để sẽ công bố nước ở nước vô cấu phương Nam. Con về con đọc lại đi, học đổi rồi mai mốt hỏi nói cho nghe. Dạ trời, con nãy giờ con cố gắng để bác nói mà bác không nói, thôi để bữa sau con đến con hỏi tiếp, bởi vì con thấy hay quá con không bỏ đâu. Cảm ơn con. Dạ đang con còn nhiều câu lắm bác, nói cho con biết tại con thấy hay. Thì con hỏi câu tiếp theo á, là cái người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử khác với người sống vào thời kỳ đồ đồng như thế nào? Có nghĩa là người văn minh nguyên tử nó khác với cái người thời kỳ đồ đồng chỗ nào? Bây giờ cái này dễ ợt chứ. Hồi xưa con di chuyển đi bằng gì? Đồ đồng con đi bằng gì? Đầu tiên là đi bộ, rồi sau đó là giọt lên ngựa, trâu bò gì đó, rồi vua thì được người ta khiêng. Rồi. Rồi đó. Rồi, bây giờ cái đó là thay đổi đồng. Đời nguyên tử mấy ông đã đi bằng gì? Đời nguyên tử á, là hồi xưa con còn nhỏ á, thì con thấy á, là cái người mà giàu giàu trong cái quận, cái huyện, cái tỉnh của mình á, là có chiếc xe đạp thống nhất. Tiếp theo đó là tiếp theo đi một thời gian sau thì con thấy có cái xe máy cà cúp 50 cà tàng. Và tiếp theo á, là người ta sẽ con ở chắc cũng phải hơn 20 năm con mới thấy chiếc ô tô, nhưng mà ở trên thành phố. Rồi xong rồi về sau này lớn lên con đi học, công vô trong cái thành phố Hồ Chí Minh, gọi là trong cái nước mà cái gọi là cái thành phố mà giàu nhất trong cái nước của mình đó, mới bắt đầu con mới nhìn thấy máy bay. Thì bây giờ con thấy máy bay thống nhất ở cái gì ở Sài Gòn, Hà Nội, các nước, rồi không biết sau này bây giờ con thấy là trực thăng rồi chở nhau ông tổng thống gì đó, rồi sau này chắc phi thuyền, rồi không biết là sau này đi như thế nào. Con thấy có khác không? Thời đầu đồng, đời nguyên tử, người ta sống có khác không? Dạ vậy con hiểu rồi, nhưng mà tại sao á là cái người tu đạo Phật đó vẫn giữ cái nếp sống của ngày xưa của Đức Phật, đó là đi khất thực văn minh giàu như thế rồi mà. Ví dụ như hồi sáng con đi đến đây để con hỏi bác, cái con đến cái đường ngã tư đó con thấy cái ông đó, con kêu trời ơi, Covid mà cũng ông tại vì đó là hồi xưa đi tại thời Đức Phật là đồ đồng nghèo quá đi xin cũng đúng, mà bây giờ đạo Phật đó mà mặc như bây giờ nè, con mặc đồ này bác thấy cũng hiện đại đúng không? Mấy cái gì đó thì là những cái người mà đồ đậm mặc đồ rách rồi tùm lum tùm la xấu nữa, mà bây giờ ông Phật đó, hồi đó thì xấu xấu như vậy thì cũng hợp hợp với hoàn cảnh cái thời đó, còn bây giờ văn minh mà tự nhiên con đang đi trời ơi bên này á, thì ô tô, còn bên này á, thì xe máy, rồi người ta chở vợ chở con chở tùm lum đi ăn uống nghỉ ngơi ngày chủ nhật, còn bên này á, thì một ông con sợ nói lỡ ra anh đánh con chắc con chết, thì á, là ông mặc đồ màu vàng vàng ché giống như cái dây của bác vậy đó, thì đứng đeo khẩu trang Covid mà, sau rồi cúp mặt xuống chờ 40 giây trôi qua không ai cho đồng nào hết, cái con cái xong rồi con kêu chứ không biết những người xung quanh này tu theo đạo gì mình không biết, còn con tu theo đạo Phật, con chỉ là một con người bình thường, mà sao mình nhìn qua mình thấy ông này cũng tu theo đạo Phật giống mình, trời ơi, ngộ quá, không biết là ông có biết cái đạo này hay không mà ông làm con thấy kỳ quá, mà không biết hay là ông lừa nữa con cũng không biết nữa. Giờ con suy nghĩ à, hồi xưa đó con à, bác đó, hồi còn nhỏ đó, cái xe ngựa đó từ chạy từ chợ Bến Thành đi chợ Lớn Mới đi bằng xe ngựa đi đường Trận Đạo đó. Bây giờ có cái xe ngựa nào chạy không? Trong rạp xiếc thời thời buổi này thời văn minh phải sống theo thời văn minh, vì thế mà ông không có hiểu, ông không có hiểu. Nhưng mà nói cho con này biết nha, thời Đức Phật không phải đi khất thực đâu, nói cho con biết là ổng là gì, thái tử đi ra vẫn được cất nhà cho ổng ở đàng hoàng, có bao nhiêu người đi theo phục vụ ổng, mà người tu theo thái tử Tất Đạt Đa hoàn toàn người giàu, không không có người nghèo đâu.
duy nhất chỉ có ông Ubali và ông nghèo. Ông Phật mời vô, mày nghèo thôi, cứ vô đây cũng tao dạy mày, tôi cho. Duy nhất trong giáo đoàn của Đức Phật không người nghèo. Vì con thấy suy nghĩ này, con thấy trong cái hình ảnh đó, không có người nào mặc đồ xấu đâu. Phật có không mặc đồ xấu đâu. Nhưng mà tại bây giờ đó, người ta mới minh họa là thôi, minh họa diễn tả thôi. Chứ sự thật một thái tử đi tu đâu phải chuyện nhỏ đâu. Bây giờ đừng có nói chi một người nhà giàu đi tu cũng khác hơn chứ cái người mà nghèo nghèo đâu. Không chỉ là con vua. Người ta không có hiểu, rồi người ta nói vậy thôi. Chứ sự thật, mục đích ông ra đây ông dạy gì? Dạy giác ngộ giải thoát thôi. Nhưng mà dạy không được thì ông phải dạy năm pháp môn kia. Năm pháp môn kia phải nhờ vị thánh giúp đỡ mới dạy được. Năm pháp môn người kia bằng thế giới tiểu thừa là phải của thánh à, chứ không phải nhỏ đâu. Ông thánh nhưng mà ông dạy, nhưng mà ông thánh thôi giờ ta, ông dạy tôi giúp cho. Mai mốt ông sẽ còn sẽ nghe cái chuyện mà Đức Phật vào thế giới này và Đức Phật dạy đạo, nó có những cái buổi lễ mà con không hiểu nổi đâu. Giống như cái buổi mà cái lễ mà gọi là cái quyển số 8 mới viết là cái lễ truyền thiền đầu tiên. Ai biết cái buổi lễ truyền thiền đầu tiên? Con suy nghĩ đi. Nếu mà ăn cắp với chùa Tân Diệu, còn nếu không thì hỏi cho ông Phật truyền thiền cho ông Ma Ca Diếp bằng cái gì? Không ai biết. Mà đây nó có cái bài bản ra qua chứ không phải nhỏ đâu. Bài bản này lấy từ đâu? Lấy từ gốc tích của cái giáo lý ra. Giáo lý này chuyển đi có hai người nhận thôi, từ ông Phật chuyển cho bà Thảo thôi. 24 tuổi ông Phật giao cho bà Thảo ở nước Văn Lang đó, con của vua Hùng Vương thứ 17 chứ đâu. Rồi sau đó này không biết giấu sau đó, giờ tới đây nó hiện ra. Từ ông Trần Nhân Tông nhận được xong rồi thì Sư Đức Hà mới đem giao bà này, thấy không? Cách nay năm ngàn là hậu ngàn trăm năm mươi là điêu nay 70 mấy năm hả, chứ đâu phải 71 năm, 72 năm rồi, chứ đâu có nhỏ đâu. Bởi vì người ta không hiểu thì thế. Và bây giờ đạo Phật nói ra để mà mã hóa toàn bộ cái lịch trình của ông Phật mà nói bằng khoa học. Bây giờ tại sao mà ông Phật gọi là ông trong khoa học, mà các nhà khoa học thế giới nó nói vậy? Nếu mà nói về các đạo chỉ có cái đạo Phật mới giải mã được cái khoa học thôi. Là ông căn cứ vào cái nào? Là căn cứ vào cái thiền tông này nè, chứ không phải căn cứ vào mấy cái bài kinh tụng hoặc bài cúng, không phải vậy. Khoa học nó biết chứ, mà nó không biết mà nó không hiểu sao. Nhưng mà trong cái những cái câu mà bí ẩn á, ông Phật có dạy nhiều cái bí ẩn mà không ai giải mã trong kinh rõ ràng. Mấy tụi con về lục hết trong kinh, hỏi để bác trả lời cho nghe. Tại sao ông dạy cái này? Trong kinh Đức Phật hoàn toàn các chùa hiện giờ không dám khai thác một câu nào hết, chứ đừng có nói. Chỉ khai thác có cái bài kinh và Quan Âm của Phẩm Phổ Môn thôi. Là khai thác cái Quan Âm Bồ Tát á. Để gì? Để cầu nam thì được nam, cầu nữ được nữ, cúng dường rồi để phước đức vô lượng gì đó, tùm lum. Bây có gì có dính tiền thì ổng mới khai thác, còn không dính tiền ổng không khai thác. Vậy thôi. Giờ hỏi tiếp đi. Dạ, vậy thì con thấy là cái đời đồ đồng nghèo quá, lo đi cầu xin xỏ mấy ông thần, thánh để kiếm ăn của còn ngóc đầu lên cũng không biết khoa học là gì. Mà còn cái thời văn minh á, thì lại văn minh quá, lại ăn no quá. Con thấy hai cái thời kỳ đó ngó bộ cũng khó mà biết được cái pháp môn giải thoát quý này đâu. Thì vậy thì con mới thấy là cái pháp, con hỏi luôn á, là cái pháp môn giải thoát chính là cái tinh hoa của cái đạo Phật. Thì cớ sao á, cái người tu theo đạo Phật họ lại không tìm hiểu rõ để mà học cái pháp môn giải thoát này? Bây giờ con xin xin qua đạo Phật đó, là nó có lấy tiền ta không? Hoàn toàn không lấy tiền. Ta dạy cho con giải thoát, có nghĩa là con dạy con không có lãi Phật luôn, nói cho con biết. Mà bây giờ người ta cắt chùa để gì? Người ta cắt chùa để lấy tiền, đem chùa kinh doanh kiếm tiền. Thì còn dám không dám tu này không? Cái chùa này quan con mấy. Bây giờ con suy nghĩ là như cái chùa Tân Diệu nè, đóng cửa tối ngày, không có cây nhang. Rồi có mở cửa ai vô rồi cúng dường chưa? Phải không? Con suy nghĩ không ai vô được. Mà nếu mà tất cả chùa giống như chùa Tân Diệu làm sao?
mà chỉ giải giải thoát, mà nói giải thoát là quan con là giải giúp người ta hiểu cái này thôi, không có lấy tiền. mà người ta cắt chùa mục đích để làm cái gì? Cắt chùa để kiếm tiền, vì thế nó bày ra này kia nữa để người ta cúng dường thôi. Thì ai dám tu cái thiền tông này? Hoàn toàn ai dám tu hết. Rồi hỏi đi. Dạ vậy mấy cái người mà mục đích là cái nghề đi, nghề mấy ông thầy hay gì gì đó, thầy gì con cần biết, cuối cùng cũng chỉ là để kiếm tiền. Vậy thì mấy cái người tu á, rồi họ cũng không biết gì luôn à, hay sao thầy? Cái người không, cái người như con á, con là cái người mà gọi là đi làm ăn á, người sống hàng ngày á, họ không lẽ họ cũng đến họ nghe mấy cái người kiếm tiền rồi họ theo mấy ông đó luôn mà không có tìm hiểu hay sao thầy? Bây giờ con suy nghĩ, ai là không biết đạo Phật là đạo giác ngộ, chùa cũng để giác ngộ luôn đó, có chùa để giải thoát luôn đó, nhưng mà có ai biết hai chữ này không? Cái người mà tu theo ông thầy, ông tin tưởng ông thầy dạy cái này, nhưng mà vô rồi giờ ông thầy không dạy phải chịu chứ sao, mà đâu có ai dạy cái giải thoát này đâu, ai dạy giác ngộ này đâu, vì thế mà phải chịu thôi. Bây giờ tới cái thời buổi văn minh thì pháp môn giải thoát được công bố ra, thì mấy cái ông này chửi, đệ tử chửi luôn, họ đâu có biết, họ biết giá trị cái giải thoát là cái gì, thấy không? Thầy là phải chịu. Nhưng mà nên nhớ một điều, cái thời gian mà nó, cái hình thành của cái thiền tông nó chuẩn bị sắp ra đời. Con nên nhớ rằng nếu mà bây giờ thế giới này, con nói ở Việt Nam 5 phút sau Mỹ nghe, khi mà cái quyển giáo lý được công bố ra rồi thì đây là chính thức của thiền tông ra đời. Hồi đó là chỉ công bố thôi, bây giờ chính thức ra đời là khi cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam xuất bản thì đạo Phật pháp môn thứ sáu bắt đầu có hiệu lực. Từ đứa học trò cho đến ông già đều biết cái này hết. Thì tùy theo, giống như Covid mới giờ ấy chút la chút cái 5 phút sau cả thế giới biết, chứ không phải là chuyện làm không biết, thấy không? Thì thiền tông vừa công bố ra một cái rồi, giáo lý ra công bố một cái thì cả thế giới nó biết rồi. Lúc đó nó sẽ dịch ra, coi nó dịch ra bao nhiêu tiếng thì con đừng lo. Thì tới đó chính thức thiền tông bắt đầu chạy trên thế giới này, đừng có lo cái chuyện đó. Thôi bây giờ cái chuyện đó nó chưa tới kể nó, chỉ hiểu vậy thôi. Bây giờ con thắc mắc, con hỏi hiện tại đi, nghe không? Còn nếu muốn hỏi mà sâu xa con về con nghiên cứu các kinh lại đi, con viết hết đi, lại đây như bác trả lời cho con nghe. Dạ thưa bác, hiện nay cháu thấy có nhiều thầy dạy ngồi thiền, vậy ngồi thiền để được cái gì vậy? Thiền thành sánh A La Hán, thành là thiền nó có hai cái giới, con ngồi mà hiển linh là sánh A La Hán, rồi mấy ông thánh nhập vô thành sánh A La Hán. Còn hai là ngồi khoe người ta, tao ngồi thiền giỏi, không có đau lưng, không có mỏi giò, ngồi 5-6 tiếng không là gọi là thiền sư. Ông thầy ngồi thiền, thấy không? Còn ông thầy mà ngồi thiền thánh A La Hán gọi là ngồi thiền nhập thánh. Bởi vì trong đạo Phật có nói là nhập lưu dòng thánh, là cái chỗ này đấy, bắt đầu vào vô cái dòng thánh đó. Mà người ta không hiểu cái thánh là cái gì, ta tưởng đồ thánh là quý lắm, mà nhập lưu dòng thánh là ta tưởng đồ thánh là quý, thấy không? Chứ sự thật giải thích rồi chỉ thánh. Con học thiền tông con biết, bác này không giải thích, thấy không? Nếu con ngồi thiền giỏi gọi là nhập lưu dòng thánh, rồi hậu quả như thế nào, thành tựu thế nào con sẽ biết sao. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Những câu hỏi tiếp là, vậy cháu muốn tu giải thoát phải tìm học kinh sách nào? Trước mắt căn bản là học giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam, tìm được quyển này không sai sót bất cứ gì. Từ giải thích được từ tất cả, từ khi mà tánh Phật rồi đi vào đây tu như thế nào, rồi hành tựu như thế nào, nó hết nha. Tìm được cái quyển này, đi tìm bỏ tiền mua cái quyển này đi. Rồi hỏi tiếp. Dạ con chờ thôi. Dạ con hỏi tiếp là, quyển sách giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam mua ở đâu vậy bác? Thiếu gì, cái quyển đó rồi có 200-mấy chục trang rồi, nó bán thiếu gì trong nhà sách á, thứ nhất là trong chùa nào lớn thì có, thiếu gì vô đó mua. Rồi hỏi tiếp đi. Cháu có nghe nói tu theo pháp môn thiền tông rất là khó, có phải vậy không bác? Thiền tông còn dễ hơn ăn cơm.
Bây giờ con suy nghĩ tu thiền tông, pháp môn kia nó tu, nó có tu, còn này nó không có tu mà khó cái gì. Tu thiền tông không tu mà khó cái gì. Mà chỉ một đời cháu chỉ còn tìm một hai cái công đức con về, một hai cái không cần nhiều. Qua bển được, qua bển ông Phật bay được rồi. Qua giờ ở bển ông Phật ông không có bay được, ông vô đây ông kiếm tay chân để ông về ông đi ông bay đó. Mấy bao nhiêu cũng được, nghĩa là con có công đức chấp nhận, ông thần chấp nhận con về, qua bển thành nhỏ thôi cũng được. Có nghĩa là nhỏ lớn cũng là Phật. Con người nhỏ lớn cũng là con người. Thấy không? Còn con trâu con bò nhỏ lớn cũng là con trâu con bò. Nó không được, con phải đổi thành vị Phật. Lớn nhỏ tôi cũng là Phật. Còn bây giờ lớn nhất cái gì, tôi cũng con người tham sân si thôi, không cách nào thoát được. Phật là chỉ bốn thứ, bốn thứ thấy nghe nó biết thanh tịnh và trùng khắp cho thôi. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu tiếp theo là xin bác đưa ra vài ví dụ về hoặc là chứng minh về cái chứng hay đắc ở trái đất này cho cháu biết được không ạ? Chứng đắc là do cái tưởng con người với cái ham muốn con người. Giờ chú con tu muốn thành thánh, con cầu cái gì? Muốn hiển linh. Thì tập loại thánh nó nhào vô để cho hiển linh. Con muốn thấy gì? Muốn thấy A Di Đà. Rồi 5 phút sau hiện không vậy? A Di Đà cho con thấy. Muốn thấy Bồ Tát Quan Âm, 5 phút sau Bồ Tát Quan Âm hiện cho con liền. Đó, chứng đắc là chỗ đó. Rồi muốn thành ai đó, muốn con muốn thành gì, thấy ông trời, ông Ngọc Hoàng tưởng đi, nó sẵn sàng hết. Bây giờ chứng minh khoa học nè. Bây giờ cái mấy cái anh mà gọi là chiếu hình ra xe đó, muốn chiếu ông Phật không, 5 phút sau muốn nó chỉnh sao thành ông Phật hết. Thấy ông Phật liền á. Chỉnh ông Thượng Đế, ông Ngọc Hoàng, ông nhà giàu nó, mấy ông chuyên môn gì kêu bằng hình ảnh ra xe đó. Làm được hết. Còn chuyện mà đối với thành Phật, thành Thánh, thành Thần này đối với cái ông thập loại Thánh là dễ ợt. Ông chuyên nghiệp à, mấy ông này chuyên nghiệp hơn mấy cái ông kỹ sư mà lên xe ở thế giới này. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo là vậy làm sao để thuần hóa được con sư tử ngự trị nơi chính mình, tức là cái 16 thứ tánh người á bác? Bây giờ con có hiểu rồi, con hiểu cái quy luật đó thì tự nhiên con chỉnh được. Con hỏi cần chỉnh, ai cũng có 16 thứ tánh. Hồi đó, thí dụ con tham đi, con tham 10 điểm, lên tới 10 cực, mà bây giờ con cũng tham, 6 thôi. Tham là 6, 7, 8, 9, 10, 6 thôi, thí dụ con tham 5 trung bình, lên 6 thôi, cũng tham. Tham để mà lấy cái vật chất đem về cho mình sống chứ không phải còn tham mà tham quá đó. Không gì thay con ăn có chén cô mà còn tham con ăn 10 chén con chết là chết cái chén thứ hai tới đi á, thấy không? Bởi vì ông Phật ông nói là mấy cái người mà đi ra đường mà xe xua nhiều là con rắn độc đeo người đó. Con suy nghĩ đi, bây giờ con suy nghĩ là ông nói vậy chứ thí dụ con ra đường mà cứ vàng vòng con đeo đầy người con có để đi được, con đi bộ chưa trăm thước là cái tay con bắn luôn á, phải không? Ông Phật cũng nói rõ chứ không phải rồi. Còn con đi con đừng có đeo gì hết. Ai giật con gì? Con đeo đi. Đem cái iPad gì mấy chục triệu bỏ túi rồi ấy 5 phút sau mất biến liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Vậy tại sao không có ngôi chùa nào dạy dân có trách nhiệm với gia đình và có trách nhiệm với nhà nước và yêu nước ạ? Tu vật lý chứ phải tu yêu nước là tu về tiền. Người ta đạo Phật ra để giác ngộ giải thoát, mà không giải thoát mà để giác tiền thôi thì ta chỉ yêu tiền thôi, còn yêu nước là của nhà nước, của chính quyền. Tao nói chỉ có gì Đức Thiền Tông nó mới nói là ba giới không mê tín gì đâu, có gia đình lo gia đình, có tổ quốc lo tổ quốc. Thiền Tông là ba cái giới này nè, không thích cái bất cứ gì hết. Thế giới này đều là hư dối hết. Thần thánh chỉ là đây là chuyện quyển quá thôi, chỉ là cho người ta vui thôi. Thần thánh nó có thiệt đâu. Nếu thần thánh được, bây giờ tôi đang nói là ông đập tôi cho chết đi, dám không? Đâu có đâu, đó là hình tượng. Chứ người thì giả dối cho vui thôi. Nếu mà thần thánh có đó, thí dụ mà giờ ông nào giỏi đó, ghét ông đó, mướn ông thánh đập cái rầm cho chết đó.
Dám không? Làm sao được có chuyện này? Đó là cái tưởng tượng thôi. Chứ thần thánh chỉ là cái tưởng tượng thôi, không có thực thật. Thấy không? Bây giờ nó có, nhưng mà nó có bằng cái điện từ, mang cái sắc thân điện từ, không thể làm gì được thân tứ đại. Mà thân tứ đại cũng không đạt được cái thân điện từ. Đó. Thế giới nào riêng thế giới nấy, mình phải hiểu vậy thì mới gọi là người trí tuệ. Chứ có nhiều người thấy mình là cái cục đá, nó linh quá, lại cục đá. Cái người ta khôn, ta cười mình. Cục đá mà làm gì linh. Phải không? Dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi bác câu cuối cùng á. Cái vấn đề này cũng hơi hot. Do đó là bác hỏi con cho con biết hơn ạ. Là hiện nay trên thế giới đang bị bệnh dịch Covid đó bác. Nhưng mà nhiều người vẫn cứ đến chùa và đến nhà thờ tập trung để mà cầu nguyện. Thì như vậy cầu nguyện với cầu an đó bác, thì Covid nó có hết không? Với lại là cầu như thế có được an hay không? Với vậy đó là tâm an thì cảnh an, Đức Phật nói vậy. Mình cầu là cầu cho mình. Mình đừng có tham thì tự nhiên nó hết tham. Mình cầu mình à. Chứ làm gì cái chuyện Covid này là nó biến chuyển theo khoa học vật lý. Cái con đầu tiên con Covid này là con gì? Con vi trùng cốc nó ăn lá phổi. Khi mà nó bị phóng xạ của bom nguyên tử, nó nhiễm phóng xạ rồi nó biến thành con vi trùng sát. Nó mạnh hơn, nó cũng ăn con lá phổi của mình. Rồi nó bằng mạnh quá, cái nó biến thành Covid, Corona. Corona rồi. Sau cùng thì người ta nói gọn là Covid thì lấy Corona-19, là cái con này nó phát hồi năm 2019, gọi là Covid-19. Rồi bây giờ nó tiến lên một coi cái gen 2 nữa, gọi là Covid-2. Nó rặn lên. Là tất cả gì nó đều phóng xạ của con người làm ra. Do cái chất phóng xạ, chứ không có gì lạ. Vì thế mà, thí dụ mà con cái dùng đó ta thử bom nguyên tử á, thì làm sao con kín được cái phóng xạ không cho thoát ra. Thì con phóng xạ nó thoát ra, nó nhiễm cái con người con gì. Thí dụ nhiễm con này con kia nó chết, còn nhiễm con vi trùng nó không chết. À, nó mạnh hơn. Thì nó tìm cái phổi con người là yếu, nó nhét vô nó ăn được rồi, nó ăn nhanh lắm. Bởi vì nó là gọi là đơn bào. Nó quá thần, nó chỉ còn mà nó còn lẹ hơn con điếm nữa đó, 2, 4, 6, 8 mà nó điếm liên tục. Nó phân thân vậy đó. Kiểu bằng nó đơn bào, nó phân thân. Nó phân thân bởi quy lực vật lý, nó đi nhanh lắm. Bởi vì trong một con này, trong vòng một giây nó với 1 triệu con luôn, rất là khủng khiếp vậy đó. Mà do cái phóng xạ mà nó nhiễm phóng xạ càng cao. Con nhớ là hồi xưa là bên Nga đó có cái Chernobyl mà nó bể cái hầm, cái hình phóng xạ đó, người ta chạy bao nhiêu người chết, bao nhiêu người ta đi, còn những con mà ở lại đó, như con chuột nó biến thành con chó, là lớn bằng con chó, lớn vậy khủng khiếp vậy. Thế cái chỗ trước nó binh của Nga đó, cái nơi cái phóng xạ của cái nhà mà nó thí nghiệm phóng xạ của Nga đó. Đây con người ta vậy thôi. Bởi vì thế gian này bây giờ con người ta thế gian này, thế giới này là tàng trữ những cái gì mà độc nhất, nó sẽ phát ra nó phát ra mà con người dính vô là chết. Giờ con suy nghĩ, hồi xưa thấy cái trái đất lớn chứ giờ trái đất thấy có chút xíu. Hồi xưa đây vào Pháp rồi đi biết chừng nào tới. Đi mấy, chừng 10 mấy, 20 tiếng tới. Phải không? Đó, phải hiểu cái văn minh con người. Văn minh con người cao thì phóng xạ càng nhiều. Cái quý vật nó càng lớn. Nó vậy thôi, chứ không có thần thánh đâu mà ngồi đó mà. Bởi vì nói thiệt không, ta tu ta không có trí tuệ. Covid là một cái sinh vật rõ ràng mà làm sao mà tụng cho nó hết. Chắc cầu cái chuyện cầu này cái thời đồ động được, người ta không hiểu. Còn thời nguyên tử rồi mà còn ai biết thời nguyên tử, mà khoa học thiền tông nó ra đời nó giải thích về khoa học rồi, căn cứ vào cái này thì mình sống thì mới đúng là con người theo đạo khoa học. Còn nếu mà không cái này thì con người theo đạo mê tín, chứ không có khoa học gì tờ tờ. Rồi, cho hỏi tiếp đi.
Dạ thưa bác, thì câu hỏi của con đã hết. Con xin chúc sức khỏe tới bác. Rồi bữa sau con sẽ đến hỏi bác câu gì mà nước vô cấu phương Nam ạ. Con mong bác giải đáp cho con hiểu ạ. Con cảm ơn bác nhiều. Rồi, cảm ơn con hiểu. Con hỏi.